năm thời điểm đàn ông cần chậm lại vài nhịp trước khi hành động những thời điểm nào mà đàn ông nên dừng lại để có những suy xét kỹ hơn bởi vì nếu không dừng lại các ông sẽ thường có những quyết định sai lầm đây là những thời điểm mà các ông nên chậm lại suy nghĩ nhiều hơn trước khi có những hành động tiếp theo một trước khi cầu hôn đàn ông trưởng thành đều hiểu rằng kết hôn là một cột mốc của đời người vì một khi đã bước vào một mối quan hệ mới người ta cần có sự cam kết về trách nhiệm cũng như những trưởng thành nhất định trước khi cầu hôn các ông cần xác định xem bản thân mình đã sẵn sàng hay chưa đã có đủ khả năng để lập gia đình hay chưa hay chỉ đang chạy theo những cuộc đua của người khác và tất nhiên chậm lại vài nhịp để nghĩ xem lỡ đối phương từ chối thì sao hai trước khi uống vốn đây đều là chuyện đã cũ nhưng không phải ai cũng làm được nên vẫn cần nói câu chuyện của những người đàn ông say xỉn thường sẽ diễn ra như thế này một người ép và một người chịu uống hay đơn giản là chẳng có ai ép cả bản thân chúng ta muốn uống thôi chúng ta lâu lâu vẫn làm chai cho chiêu chứ nhưng trưởng thành hết rồi nhớ kiểm soát bản thân là được lần tới trước khi uống hay khi định uống thêm hãy dừng lại vài giây để hỏi rằng mình còn đủ tỉnh táo để biết bản thân đang làm gì không ba trước khi định nói ra những lời không tử tế lời nói tưởng là nói ra là gió bay nhưng thực ra đôi khi lại khiến người ta nhớ cả đời lời nói có thể là điều khiến người khác tiến bộ chữa lành trái tim đang tổn thương hoặc có nhiều động lực để làm chuyện khác nhưng đôi khi lời nói cũng là con dao khiến người khác tổn thương rất lâu bởi vậy đối với một người đàn ông trưởng thành hãy luôn chậm lại khi định nói điều gì đó hãy nghĩ xem nó có làm tổn thương ai không chuyện này khó lắm vì chúng ta ít ai có thói quen uốn lưỡi bảy lần trước khi nói bốn trước khi tiêu tiền đàn ông tưởng chừng không phải là những kẻ nghiện mua sắm nhưng không phải ông nào cũng biết cách quản lý tiền bạc có những anh em quay đi quay lại cả tháng tiền đều không cánh mà bay chẳng biết vì lý do gì cả lần tới khi định mua thứ gì hãy dừng lại vài ngày sau quay lại xem các ông còn đủ thích và đủ cần để mua nó hay không đừng lo nó sẽ chẳng hết sạch hay không còn bán nữa đâu mà nếu có như vậy thật tôi tin là chúng ta vẫn sẽ ổn à đừng quên sau khi nhận được lương đang định chi tiền để làm gì thì cũng nên dừng lại chuyển một khoản vào tiết kiệm năm trước khi định bỏ cuộc nếu nói rằng đừng buồn khi thất bại câu nói ấy thật sáo rỗng vì không ai làm được cả tôi sẽ nói rằng cứ buồn nhưng đừng trượt dài trong những ngày ấy và nếu có thể đừng quên thử lại ba lần trước khi từ bỏ